biệt ngược sông Lam, răng la trong răng la đục. Khi biệt dòng cuộc đời răng la nhục, thì lá Sử Nghệ, sông Lam, ngọn nguồn sản sinh ra câu hò điệu vị. Anh không đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đường tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ lao động, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu vì dằm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên anh lời thương của mẹ, em mân du xứ Nghệ nọ ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương những âm bao tình nghĩa, răng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai, dư đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về xứ Nghệ với anh không? Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng ai? Rồi, các bạn để lên trước. Thank you.
Xứ Nghệ là tên chung của vùng Hoan Châu cũ, bao gồm cả Nghệ An và Hà Tĩnh, từ thời nhà Hậu Lê. Hai tỉnh này cùng chung một vùng văn hóa gọi là văn hóa Lam Hồng, có chung biểu tượng là núi Hồng, sông Lam. Núi Hồng Lĩnh nằm trọn trong đất Hà Tĩnh và sông Lam nằm ở ranh giới giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Trung tâm của xứ Nghệ nằm ở hai bên dòng sông Lam là Phủ Đức Quang và Phủ Anh Đô khi xưa, tức là các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh của Hà Tĩnh và các huyện Thanh Chương, Nghi Lộc, thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương, Anh Sơn của Nghệ An ngày nay. Nằm ở vị trí trung tâm vùng ven biển Bắc Trung Bộ, Nghệ An giáp tỉnh Thanh Hóa ở phía Bắc, tỉnh Hà Tĩnh ở phía Nam, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở phía Tây và Biển Đông ở phía Đông. Vị trí này tạo cho Nghệ An có vai trò quan trọng trong mối giao lưu kinh tế xã hội Bắc Nam, xây dựng và phát triển kinh tế biển, kinh tế đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế. Với 85 km bờ biển trải dài, có nhiều bãi tắm đẹp, Nghệ An được biết đến là điểm dừng chân lý tưởng cho nhiều du khách trong và ngoài nước. Khách du lịch đến với bãi biển này hàng năm đạt 1,4 triệu lượt người. Nghệ An không chỉ có bãi biển Cửa Lò hấp dẫn, mà còn có bãi lữ resort, Nghi Thiết, Cửa Hội, biển Quỳnh, biển Diễn Thành không kém phần thú vị. Cuộc giáng trần lần thứ 3 của Tin Chúa là ở vùng phố Cát và lúc hiển thánh là ở Sòng Sơn, cho nên xứ Thành cũng có thể được xem là đất quý hương của Tiên Chúa. Theo quốc lộ số 1 từ Hà Nội vào miền Trung, hết địa phận tỉnh Ninh Bình, du khách đến địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, vào vãn cảnh đền Sòng Sơn, thánh đường thờ nữ thần Vân Hương, Liễu Hạnh Công Chúa, Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Chính ở đền Sòng, trong một lần trùng tu vào tháng 4 năm 1939, khi thợ đào đất để xây dựng bức bình phong trước cửa chính, họ đã tìm thấy một cái chép bằng đồng hình chữ nhật. Mở cái chép ấy ra, họ rất ngạc nhiên khi thấy trong đó một cuốn sách có nhiều tờ bằng đồng ghi niên hiệu Vĩnh Tộ từ năm 1619 đến năm 1628, đời Lê Thần Tông và chép lại lịch sử gia đình nữ thần Vân Hương. Theo truyền thuyết kể rằng, một hôm có một ông lão người làng Cổ Đam, sau khi được nữ chúa Vân Hương nhập hồn và tuân theo lời khuyên của bà, ông lão lấy một chiếc gậy tre đem cắm xuống đất và truyền làm một ngôi đền thờ ở đó. Chiếc gậy được cắm xuống đất đột nhiên bén rễ và đâm chồi. Trước hiện tượng màu nhiệm này, dân làng bèn dựng ngay một ngôi đền theo mộng báo của nữ chúa. Lúc đầu ngôi đền bé nhỏ, nhưng ngày càng được mở rộng. Sau nhiều lần trùng tu,
đền Sòng càng khang trang đẹp đẽ như ngày nay. Huyền thoại về Liễu Hạnh công chúa vẫn còn có sức lay động lòng người, vẫn gieo chất nồng say vào cuộc sống đương đại hôm nay. Đền Sòng mặt hướng về phía tây bắc. Trước đền có một hồ nước tự nhiên hình bán nguyệt quanh năm xanh trong, đó là hồ cá thần. Tương truyền hàng năm cứ đến tháng giêng tháng hai, có một đàn cá toàn thân màu đỏ lũ lượt kéo về bơi lội trong hồ. Nhưng khi hết lễ hội đền Sòng, từ ngày mùng 1 đến ngày 26 tháng 2 âm lịch, thì đàn cá tự nhiên không thấy nữa. Nhân dân quanh vùng nói rằng đó là các nàng tiên trên thượng giới hóa phép về hầu tiên chúa thánh mẫu Liễu Hạnh. Từ hồ cá thần có hai con suối nhỏ chạy lượn quanh, khiến cho ngôi đền như ngự trên một hòn đảo nhỏ bồng bềnh giữa mây trời non nước. Phía trước đền có chiếc cầu bằng đá do bà Hoàng Thái Hậu nhà Lê phát tâm công quả xây dựng từ năm thứ 33, triều Cảnh Hưng, tức năm 1772. Cầu được bắc qua con suối trong veo chảy quanh đền, làm tăng thêm vẻ ngoạn mục cho ngôi đền. Hai suối nước lượn quanh co uốn khúc về phía đông, hợp lưu cùng chín dòng nước phun lên từ lòng đất, tạo thành chín giếng nước tự nhiên, không bao giờ vơi cạn. Một người thu tiền, một người bảo vệ. Trông cái kiểu okay, cái okay. kiểu đi vào đông nộp tiền mà chơi đúng cái kiểu mặt lạnh tanh như này. Đây chịu khó bê chứ đúng không? Khó bê, có lọc chứ. Tao lọc lá nhiều quá. Sau khi thắp hương trước tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát, du khách vào dâng hương cung Đệ Tam là cung thờ hội đồng thánh quan, trong đó thờ các ông hoàng và các cô đệ tử, nổi bật là ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy. Tại cung này phối thờ có Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương. Qua cung Đệ Tam, du khách vào dâng hương cung Đệ Nhị, nơi đây thờ Ngọc Hoàng,
hay còn gọi vua cha của Thánh Mẫu Liễu Hạnh và các quan. Lễ hội đền Sòng thường diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 26 tháng 2 âm lịch hàng năm. Trong đó, ngày 25 là ngày chính hội, đó là ngày Thánh Mẫu hạ giới. Ngày chính hội diễn ra từ 5 giờ sáng, kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa, nhưng tất cả mọi việc phải chuẩn bị từ trước đó một tháng. Lễ hội đền Sòng gồm cả phần lễ và phần hội. Phần lễ chính là rước Thánh Mẫu từ đền Sòng đến đền Cô Chín Giếng và tế nữ quan. Thủ tục trong lễ hội không nhiều, nhưng được cắt đặt chặt chẽ và theo một quy trình nhất định. Vật lễ gồm hoa quả, bánh kẹo, xôi gà, xôi thịt. Một số địa phương quanh vùng còn làm nhiều thứ bánh như bánh chinh, bánh lá răng bừa, bánh nếp, bánh mật, bánh trôi đem tới dâng lễ. Việc cúng lễ theo tài liệu sơ ghi lại thuộc phụ nữ đảm nhiệm, gọi là bà đồng. Bà đồng thường là những người sống độc thân từ hồi còn trẻ, tự nguyện làm nghề đồng và coi giữ ngôi đền Thánh Mẫu, Hầu Mẫu, Hầu Thánh bằng nhiều hình thức như lên đồng, nhảy đồng. Còn đàn ông thường chỉ đánh đàn và hát chầu văn. Trong thời gian mở hội, các bà đồng phải sống riêng biệt như ở ẩn và ăn chay để giữ cho lòng mình luôn thanh sạch. Ngày nay, việc cúng tế không chỉ do phụ nữ đảm nhiệm mà thuộc về các bản hội. Trình tự cuộc tế lễ như sau. Già làng Cổ Đạm sau khi thắp một tuần nhang cao ít cầu thánh ban cho dân làng một năm an khang vật thịnh thì bắt đầu tổ chức rước mẫu. Tượng Thánh Mẫu được ngự kiệu từ chính tầm rước qua cung đệ nhị, đệ tam và rước quanh đền. Việc rước này theo quan niệm của nhân dân là để cho Thánh Mẫu có thể quan sát lại cảnh vật đất đai sông núi xưa. Trở lại với ngày thường, đền Sòng vẫn thu hút đông đảo du khách thập phương đến hành lễ, bởi đó là điểm tựa tâm linh trong đời sống người Việt. Niềm tin ở mẫu giản dị, linh thiêng và sâu sắc như với người mẹ của mình, người luôn bao dung che chở cho người Việt vượt qua mọi khổ đau, sóng gió trong cuộc đời. Với người dân trong vùng, cảm xúc của họ là cả một đời gắn bó, chứng kiến bao đổi thay thăng trầm của ngôi đền, một sự gắn bó máu thịt. Còn với du khách phương xa, việc lễ đền là sự tâm nguyện và sự tin tưởng vào những giá trị tinh thần, hồn cốt của dân tộc Việt. Dường như tình yêu bao la và sự trở che của mẫu, mỗi người cảm nhận theo một cách khác nhau. Nhưng chắc chắn rằng, tình yêu ấy, vô hình mà hữu hình, linh thiêng mà gần gũi, đã hướng tâm hồn mỗi người trở về với những gì thanh khiết, tươi đẹp nhất. Để khi bước qua cánh cổng đền, bước ra khỏi không gian tâm linh ấy, mỗi người thấy như được tiếp thêm nghị lực sống, như hiểu được chân giá trị của cuộc sống với những khao khát nhân bản, khát vọng rất con người. Đó có lẽ cũng chính là nguyên do mà đạo mẫu vẫn có sức sống mãnh liệt trong lịch sử và đời sống người Việt
qua bao thế hệ. Nhà kia là sao nhỉ?
Dũng là có mấy đứa? Thằng này lớp mấy rồi? Năm tuổi, tháng năm mới đi học. Cứ lên trước đi, bố lên sau. Lên đi Dân. Người ơi, chiếc đường vô xứ Nghệ quanh non xanh rực ngơ biếc. Câu thơ nổi tiếng từ ngàn xưa được ông cha khắc họa về một xứ Nghệ nên thơ và đẹp như một bức thi họa. Hãy đến với xứ Nghệ để cảm nhận, khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một trong những miền quê giàu bản sắc văn hóa vào bậc nhất Việt Nam. Xin dừng chân xứ Nghệ. Ai đi ra nơi đây? Xin chân dừng xứ Nghệ An với vị trí địa lý thuận lợi, giao thông thông thoáng, hội tụ đầy đủ cả đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không. Nghệ An sẽ là điểm đến lý tưởng cùng với các danh thắng nổi tiếng và nét đẹp văn hóa đặc sắc riêng có của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Nếu đã dừng chân, sẽ không muốn chia xa. Xuống đi, tỉnh táo đã. Vâng, là mình cứ đứng một tí rồi vào. Đây, để nhờ đây đi. Đây. Vâng. Cô đứng đây, cô thu giọt dầu đi. Thu giọt dầu luôn đi. Khoan hỡi dô khoan thuyền quan hoàng mười dập dìu trên sông sóng nước mênh mông cung kính ngôi tam tòa hương hát bay trong đêm lòng đức hoàng mười thầy lân muôn đời dựng thơ giữ yên trời nam muôn dân bắc chân nam phụng thờ hoàng độ cho non nước bình an. Mỏ Hạc Linh Từ còn gọi là đền ông Hoàng Mười ở làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nổi tiếng linh thiêng. Hàng năm, ngôi đền có hai kỳ lễ hội lớn là rằm tháng 3 âm lịch, lễ hội khai điểm và lễ hội giỗ quan Hoàng Mười, mùng 10 tháng 10 âm lịch. Với nội dung lễ hội phong phú hấp dẫn, có tiếp thu và phát triển các tinh hoa lễ cổ truyền, kết hợp với hội đương đại, nên được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Mỗi năm, tiếp đón hàng vạn lượt du khách hành hương về thăm viếng, tham gia các hoạt động văn hóa tâm linh. Mỏ Hạc Linh Từ thực sự là một địa chỉ hấp dẫn, thu hút du khách hành hương về xứ Nghệ. Hạc Linh Từ là ngôi đền thờ mẫu tứ phủ với các vị phúc thần như Tam Tòa Quốc Mẫu, Tứ Phủ Quy Hoàng, Tứ Vị Vua Bà, Công Đồng, Kiều Trần, Thập Nhị Tiên Cô,
miếu Thánh Cầu, miếu Thánh Cô. Lòng hoàng thương đồng còn nhiều gian nan, nắng mưa không nề xin hoàng về chứng cho lòng con, gợi theo cánh chim bay dập trời hoàng về xứ thiêng Nghệ An, độ cho phúc lâu dài lộc vô nhan như nước dòng sông Lam. Mãi mãi ghi ơn Đức Hoàng Mười, thanh đồng con cùng tâm. Xuân thiên can nhất loan xá ngự về đây, kính dâng lên hoàng phúc cầm ca. Ông Hoàng Mười là ai? Đến nay vẫn chưa được các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ở xứ Nghệ làm sáng tỏ. Ông là Nguyễn Duy Lạc, người ở Xuân Am, làng Âm Công Cổ. Hay Hoàng Mười là tri huyện Phủ Dày, như thần tích đền Củi ở Hà Tĩnh. Ông thuộc dòng họ Hoàng, tên Mười ở Trần Thế. Hay Hoàng Tử thứ Mười, con của vua Long Thần Bát Hải Đại Vương, như lời lưu truyền trong dân gian. Là nhân vật lịch sử có thật hay là nhân vật huyền thoại? Đó là câu hỏi được đặt ra từ lâu đối với nhiều người, nhất là những người quan tâm đến đạo mẫu ở Việt Nam.
Thế nó bê dần món mà. Anh ăn cái chuối đậu trước, không ngon nó nguội đấy rồi. Thì lắm ít đoàn mình không biết ăn lươn, lắm người không biết ăn thì phải đổi món. Gà gà kho biết không em? Hình như là ông không có vừa đây ông ơi nhớ là nhớ là nhớ tốt anh em xong là mãi mãi chúng ta về chúc sức khỏe nào còn lâu còn chơi còn hết đêm nay anh Phương hình như cũng quen anh Đoàn đấy nhỉ. Chào hôm nay mai gì. Anh không đất miền Trung mưa dầm nắng gió về đó rồi em thương nhiều hơn nữa bởi nơi anh thăm đường tình quê em có về xứ Nghệ với anh không có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội câu dân ca bắt nguồn từ lao động để ai xa luôn vẫn nhớ về quê nặng nghĩa ân tình câu vì dằm người ơi về đi em về với quê anh nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ về bên anh lời thương của mẹ em mần dạ.
dù xứ Nghệ nọ ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương, những âm bao tình nghĩa, răng gừng cay muối mặn, tiếng nói nọ giống ai, dư đã nói yêu em, lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về xứ Nghệ với anh không? Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Trong tứ phủ, mẫu Liễu Hạnh xuất hiện khá muộn, nhưng nhanh chóng trở thành vị thần chủ của đạo mẫu và được tôn vinh hơn các vị thần khác. Các ngôi đền mẫu từ miền Bắc đến miền Trung đều thờ Liễu Hạnh công chúa. Ngay như mỏ hạt Linh Từ ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, hay Thánh mẫu Linh Từ, còn gọi là đền Củi ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đều thờ tứ vị thánh nương, nhưng lại được nhân dân trong vùng coi là đền thờ ông Hoàng Mười. Tuy ông chỉ là một trong ngũ vị hoàng tử cùng các thánh thần, nhân thần được phối thờ trong đền. Đường về Nghệ An ngàn mây xanh thẳm, nắng sớm long lanh, núi hồng soi bóng dòng chim ca hòa trong gió, gió đông rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng xuyên sao, nghe danh thơm quan Hoàng Mười vang, con xin cúi đầu thắp một tuần. Hoàng đưa lối dắt tay từng ngày, đường gian nan khó nhọc vương mang, ai nhất tâm ơn Hoàng ban, nương bóng Hoàng sẽ được bình. Thành ông Hoàng Mười. Ông Hoàng Mười hay còn gọi là ông Mười Nghệ An, ông là con của vua cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên đế đình, thần tiên trong chốn đảo Nguyên. Theo lệnh ông giáng trần để giúp dân phù đời, về thân thế của ông khi hạ phàm thì có rất nhiều dị bản. Có tài liệu cho rằng ông là hiện thân của tướng quân Nguyễn Xí, có tài liệu cho rằng ông là hiện thân của tướng Lê Khôi, lại có dị bản khác cho rằng ông chính là Uy Minh, vương Lý Nhật Quang, con trai vua Lý Thái Tổ. Tín ngưỡng dân gian còn cho rằng ông Hoàng Mười là hóa thân của các vị Lý Nhật Quang, Lê Khôi, Nguyễn Duy Lặc, Nguyễn Duy Nhân, Nguyễn Xí. Đó là những nhân vật lịch sử có nhiều công trạng của xứ Nghệ. Vậy rốt cuộc thì ông Hoàng Mười là ai? Theo nhận định của một số nhà nghiên cứu văn hóa thì giả thuyết ông Hoàng Mười chính là Nguyễn Xí có sức nặng hơn cả. Bởi xét về lịch sử, ngôi đền được xây dựng vào năm 1634, tức cùng thời của Nguyễn Xí. Hơn nữa, Nguyễn Xí lại là quan đại thần, là bậc khai quốc công thần có công phò vua đánh tan giặc Minh xâm lược. Sau khi đánh tan giặc Minh xâm lược, ông được Lê Lợi phân công cai quản đất Nghệ An, Hà Tĩnh. Nguyễn Xí là vị quan phò tá qua 4 đời vua Lê, gồm có Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Hiến Tông và Lê Túc Tông. Khi thiên hạ thái bình, ông lại cùng ăn, cùng ở với dân, giúp bách tính vượt qua khổ ải, vươn đến phú quý, hưng thịnh. Xét trên công lao đó, dân chúng chí tôn ông là Thánh Hoàng Mười là điều hiển nhiên và dễ hiểu. Đền thờ chính của ông Hoàng Mười. Hiện có thể coi ông có hai đền thờ chính là đền Triệu Củi bên đất Hà Tĩnh và đền Hưng Nguyên bên đất Nghệ An.
Đền Củi trước đây là nơi thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Sau này khi tướng Lê Khôi mất, ông Hoàng Mười mới được phối thờ vào đền. Đền Hưng Nguyên hay còn gọi là Mỏ Hạc Linh Từ nằm ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đền được xây dựng năm 1634 từ thời Hậu Lê trên diện tích hơn 1 hecta, nhưng sau này trải qua thời gian và chiến tranh, ngôi đền đã trở thành phế tích và hầu như không còn gì. Gió sương đêm vầng về đêm đây đông sang bóng quỷ quan hoàng ngất ngây sau trước gần xa xem ai hữu duyên hoàng thượng ông ban cho đồng ngày nay dầu ngân sáng xuyên nức danh ba miền cửa nhà ra sự bình dù trần gian không còn vẫn mơ màng vì thương ghế hoàng nên ông Mười giáng lâm đàn tràng đệ tử con cầu mong nức tiếng bái Phật tuyến kinh quan hoàng giáng lâm chứng cho ghế ông thành tâm ông ban cho thành đồng ngày nay tài như xuyên chi tháng năm an lành tâm thành phúc tựa vân lai như ông giáng đồng đẹp như vầng hào quang tươi sáng tiếng ca cung đàn đón hoàng vui ngự chân xa mừng chín lên lên đường đúng không? Đúng rồi. Thế dù mà anh đi ăn cơm thì anh bảo em đặt cho dù nhà anh một mâm nhà ngàn thì em coi đấy. Còn hôm nay là mình tự do mình không có lịch ăn cơm. Nhưng mà ví dụ buổi trưa anh nào anh bảo là Tuấn anh sáu người thì anh okay. Em đặt một mâm. Không đi đông quá mình không lo. Thôi mình đặt cơm nha, mình đặt cơm ấy. Đặt mấy mâm nhà mình ra mình ăn. Không chưa ta đi đè à, đi ra ra cả luôn đấy. Đi đây đây.
với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đường tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ lao động, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mân du xứ Nghệ nọ ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương những âm bao tình nghĩa, răng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai, dư đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về xứ Nghệ với anh không? Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Em thương em có về xứ Nghệ với anh không? Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh.